lưỡi áp suất Tefal nhé. Có cả đây, đây mở mở qua kính cho một quay. Mới nguyên nhé, chưa sử dụng. Em mở khóa cái này là thoát hơi, có thể mở ra vệ sinh. Này là dung tích 3 lít. Cái lắp lắp này là mình mở ra bằng cái này. Khi mình vệ sinh thì mình mở bằng cái ốc này. Quá nhỉ, quá đẹp.